Xã biên giới Phiên Khoài, huyện Yên Châu là một trong những vùng trồng mận tập trung lớn nhất của tỉnh Sơn La. Và thời điểm này, mận bắt đầu chín rộ. Với điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, sản phẩm mận ở Phiên Khoài đang từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường. Học hỏi kinh nghiệm trồng mận từ một số hộ trong xã, gia đình anh Duy đã chuyển đổi gần 2 hecta đất trồng ngô, sắn sang trồng cây mận hậu. Để có những trái mận to, đều, hương vị đặc trưng, anh Duy đã lựa chọn giống mận ghép chất lượng cao để trồng. Ngoài ra còn đầu tư hệ thống tưới ẩm tự động và áp dụng quy trình Việt Gáp. Mình lắp cái hệ thống tưới tự động này nên là quả nó sai và quả nó to hơn. Mình tưới được nên là cái số lượng quả nó nhiều. Với gần 300 cây mận cho thu hoạch, năm nay gia đình anh Duy dự kiến thu trên 10 tấn mận. Do quả to, đều nên mận nhà anh được thương lái tìm đến tận vườn thu mua với giá từ 10 đến 12.000 đồng một kg. Khi mà tôi gửi những quả mận này cho khách hàng thì nhận được rất là nhiều cái phản hồi là khen mận ngon và mã đẹp. Cây mận hậu được trồng tại xã Phiên Khoài từ những năm 1990, với độ cao trung bình từ 850 đến 1.000 mét so với mực nước biển. Cây mận hậu khá phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng nơi đây. Để hỗ trợ người dân phát triển cây mận, các bản thành lập các tổ tư vấn hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ trồng mới, đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm. Thôn có đội tư vấn về cách chăm sóc cây trồng ấy, thì mình cũng áp dụng vào cái công thức của họ, nên là hiện tại thì cũng so với thị trường thì mận mình cũng gọi là cũng khá tốt. Hướng theo hướng sản phẩm OCOP về sản phẩm sạch thì sản phẩm hữu cơ, bà con nhân dân tập trung tăng cường vào đầu tư vào phân bón hữu cơ, đặc biệt là phun thuốc là phun bằng thuốc sinh học. Nhờ chuyển đổi sang trồng mận, nhiều hộ tại Phiên Khoài đã có thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến cả tỷ đồng mỗi năm. Cây mận hậu đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế của địa phương, giúp người dân vùng cao biên giới Phiên Khoài thoát nghèo bền vững.